Xin chào các em. Trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng luyện tập về dạng câu hỏi xã hội và các cụm từ trong bài thi đại học. Thì như chúng ta cũng đã biết thì trong cái phần bài hôm trước tôi đã nói, phần cụm từ cũng như là phần các câu hỏi xã hội đây là một dạng bài tương đối khó đối với chúng ta. Bởi vì một là nếu như mà là cụm từ thì các em sẽ phải học thuộc rất là nhiều. Còn nếu như ở câu hỏi xã hội thì chúng ta lại phải cân nhắc rất là kỹ. Nhiều khi các đáp án nó chỉ khác nhau một chút thôi, nhưng mà người ta lại chỉ nói theo cách này chứ lại không nói theo cách khác. Thì làm thế nào mà chúng ta có thể làm được tốt dạng bài này? Thì cái quan trọng nhất đó là các em phải có những cái trực giác tốt về các cái tình huống diễn ra. Bởi vì dạng câu hỏi xã hội thì chúng ta rất hiếm khi có thể gặp lại một cái câu mà mình đã làm rồi, bởi vì nó có quá nhiều tình huống. Các em biết là trong tiếng Anh hay là trong đời sống của chúng ta, của người Việt Nam hay là người Anh hay người Mỹ, thì có rất nhiều các cái tình huống. Và vì vậy cho nên nếu như chúng ta gặp một cái tình huống xã hội trong câu hỏi đại học thì chúng ta sẽ phải cân nhắc xem là liệu đáp án nào là đáp án phù hợp nhất trong cái tình huống đó. Bởi vì nó có quá nhiều tình huống cho nên là thực ra chúng ta cũng chỉ học được cái phong cách thôi, thì chúng ta cũng không học được những cái câu mà có thể gọi là trúng tục. Giống như là các cái phần khác của chúng ta thì sẽ có những câu trúng tục, nhưng mà trong trường hợp này thì rất ít khi chúng ta có thể trúng tục. Thế nhưng mà cũng là để nói về phong cách thì trước tiên chúng ta sẽ lưu ý cho tôi đó là ở trong cái dạng câu hỏi xã hội, các cái câu hỏi và đáp thường nó sẽ ở cái dạng là một người hỏi một người trả lời, đúng không? Hoặc là một người khẳng định hoặc phủ định một câu gì đó và người kia hỏi lại, ví dụ thế.